Khi mà Arsenal, Man City đang tranh giành nhau rất quyết liệt tiền vệ sáng giá Declan Rice của West Ham, thì cũng đang có một cầu thủ nhận được không ít sự chú ý của những đội bóng lớn. Đó chính là Moises Caicedo, cái tên đang được cả Chelsea lẫn Man United quan tâm. Và hãy cùng nhìn xem tình hình cuộc chiến tranh giành cầu thủ 21 tuổi đang diễn ra như thế nào và cùng đưa ra dự đoán nhé. Đầu tiên cần phải biết rằng tại sao Caicedo lại được săn đón đến như vậy. Brighton vừa có được một mùa giải thành công khi có được tấm vé tham dự Europa League mùa sau. Bên cạnh ngôi sao Alexis Mac-Allister thì số 25 Caicedo cũng nổi lên như một trong những tiền vệ hay bậc nhất tại Premier League vào mùa giải vừa qua. Để hiểu rõ về lối chơi của Caicedo, hãy nghe huấn luyện viên Roberto De Zerbi nhận xét về điều đó. Có rất nhiều cầu thủ rất giỏi với bóng trong chân, nhưng khi không có bóng hay đang phòng thủ thì họ đang không được tốt lắm. Ngược lại, có những cầu thủ rất giỏi chơi không bóng và phòng ngự, nhưng với bóng họ gặp một số vấn đề. Tuy nhiên với Caicedo, tôi không thấy bất cứ điều gì là khó khăn. Điều đó đã được chứng minh qua những con số. Trong mùa giải 2022-2023, anh đứng trong top 5 tiền vệ tại Premier League, thi đấu tối thiểu 900 phút, có số lần chuyền thành công và số lần giành được bóng nhiều nhất. Tỷ lệ chính xác trong những đường chuyền của Caicedo cũng chỉ xếp sau ngôi sao Manchester City, Rodri. Ở góc độ phòng ngự, những con số của Caicedo cũng là rất ấn tượng. Chỉ có João Paulinho của Fulham thực hiện nhiều pha tắc bóng hơn anh ở giải đấu mùa trước với 144 so với 100. Và cũng chỉ có Declan Rice thực hiện nhiều lần đánh chặn hơn Caicedo, 63 so với 56. Vì vậy, dù là một cầu thủ thường thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, thế nhưng Caicedo không chỉ biết mỗi việc đánh chặn, cản phá những pha tấn công, mà với sự đa năng của mình, tiền vệ của Brighton còn có thể làm nhiều hơn thế. Thậm chí Caicedo từng đá vị trí hậu vệ cánh phải và thi đấu khá tốt. Thể chất của Caicedo cũng rất đặc biệt, anh có được thể lực sung mãn, dù thi đấu gần như là cả mùa. Chỉ có hai cầu thủ là Pascal Gross và Lewis Dong ở Brighton chơi nhiều phút hơn con số 3.140 phút của anh, và cầu thủ người Ecuador chỉ vắng mặt đúng duy nhất một trận đấu ở Premier League. Chấn thương cũng là điều mà Caicedo rất ít khi gặp phải. Chưa hết, năm nay anh mới chỉ 21 tuổi và còn một tương lai rất dài phía trước. Đầu tư cho thương vụ này ở thời điểm hiện tại, nếu Caicedo tiếp tục phát triển tốt, các câu lạc bộ có thể biến tiền vệ người Ecuador trở thành trụ cột để sử dụng trong thời gian dài, hoặc nếu để anh ra đi cũng sẽ thu về được một số tiền không nhỏ. Với những gì đã thể hiện được cùng tiềm năng to lớn, đầu tư cho thương vụ Brighton ngay ở mùa hè này có thể là một sự bổ sung chất lượng cho bất kỳ câu lạc bộ nào. Đầu tiên hãy đến với trường hợp của Manchester United. Ban đầu chỉ có Arsenal và Chelsea là những đội bóng đặt nhiều sự quan tâm nhất cho Caicedo. Thế nhưng những ngày gần đây thì Man United lại nổi lên như một bến đỗ tiềm năng của tiền vệ 21 tuổi. Hẳn là những cổ động viên Quỷ Đỏ vẫn chưa quên việc đội bóng của mình đã theo đuổi Frankie de Jong lâu đến như thế nào mùa giải trước rồi không nhận lại được kết quả gì. Có lẽ rằng năm nay Man United đã nhận ra điều đó để rút kinh nghiệm. Ten Hag thích có được sự phục vụ của Mason Mount. Nhưng cả ông và ban lãnh đạo của đội bóng hiểu rằng không nên bỏ ra số tiền quá lớn để cho một cầu thủ chỉ có một năm hợp đồng, có màn thể hiện không tốt và chỉ đá 1.655 phút ở Premier League mùa trước. Cụ thể, United đã trở nên thất vọng với lập trường của Chelsea về Mount sau khi thấy lời đề nghị trị giá 55 triệu bảng của họ bị từ chối vào cuối tuần trước. Theo nhiều nguồn tin, Chelsea yêu cầu 58 triệu bảng, cộng với 7 triệu bảng bổ sung cũng như đề nghị tổ chức một cuộc họp giữa đôi bên. Tuy nhiên, Manchester United vẫn giữ vững lập trường và đang xem xét xoay sang phương án Caicedo. Nhưng thật trùng hợp thay, đây cũng là mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này của The Blue. Thế nên nước đi ép giá Mao của đại diện thành London có thể là một sai lầm, bởi chỉ vì kỳ kèo khoảng 10 triệu bảng mà họ lại tự kéo thêm đối thủ cạnh tranh cho thương vụ Caicedo với mình. Khi càng có nhiều sự cạnh tranh thì mức giá của tiền vệ 21 tuổi sẽ càng tăng cao. Hiện tại còn rất ít hy vọng về việc Mao ký hợp đồng mới tại Chelsea, bất chấp thực tế là Mauricio Pochettino, người chính thức bắt đầu làm việc với tư cách là tân huấn luyện viên của Chelsea, vào tuần này muốn Mao ở lại và đóng một vai trò quan trọng trong đội hình của mình. Thế nên Man United hoàn toàn có thể dồn sức cho thương vụ chiêu mộ Caicedo rồi đợi đến kỳ chuyển nhượng mùa đông để mua Mao với giá rẻ hơn, hoặc có thể có được tiền vệ người Anh miễn phí nếu đợi đến mùa hè năm sau. Mùa hè năm nay, ngoài ưu tiên cho một tiền đạo chất lượng thì Erik ten Hag cũng mong muốn tìm thêm được một cầu thủ xuất sắc ở giữa sân khi Sabitzer sẽ hết hợp đồng cho mượn. Tương lai của Fred và McTominay vẫn chưa được xác định. Caicedo có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho tuyến giữa của Man United. Với sự đa năng trong lối chơi, Caicedo có thể kết hợp tốt với Casemiro hoặc Christian Eriksen. Thi đấu bên cạnh Casemiro, anh sẽ đóng vai trò như một tiền vệ box to box với tầm hoạt động rộng, thường xuyên lao lên phía trước để giành lại bóng. Bên cạnh đó, anh còn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc lên bóng và thoát pressing của toàn đội. Còn khi thi đấu với Eriksen, Caicedo sẽ giống như một máy quét và bọc lót ở phía sau cho tiền vệ người Đan Mạch. Khó khăn cho nửa đỏ thành Manchester lúc này phải chăng đến từ mức giá khá cao mà Brighton đưa ra, con số rơi vào khoảng hơn 80 triệu bảng.
Trong tình hình việc đổi chủ tại sân Old Trafford vẫn chưa đến hồi kết thì việc chi mạnh tay cho Caicedo vẫn có thể làm cho kế hoạch chuyển nhượng của câu lạc bộ gặp khó khăn. Khi đó Man United với nguồn kinh phí không mấy dồi dào như hiện nay sẽ phải cân đối số tiền mà họ có để vừa mua được cầu thủ người Ecuador vừa có được một tiền đạo chất lượng. Nhưng Manusia có thể cảm thấy vui mừng đôi chút khi Caicedo từng chia sẻ trên tờ The Athletic rằng ước mơ của tôi là chơi cho Manchester United. Antonio Valencia là một tấm gương để nói theo. Với sức mạnh và sự quyết tâm, anh ấy đã đạt tới đẳng cấp đó. Điều này thôi thúc tôi tiếp tục làm việc chăm chỉ và làm những điều đúng đắn. Tuy nhiên đó là khi cầu thủ người Ecuador mới chỉ 18 tuổi và đang chơi bóng ở quê nhà. Và trong những năm qua khi được tiếp xúc nhiều hơn với bóng đá đỉnh cao tại châu Âu thì không thể nào dám chắc rằng suy nghĩ của Caicedo vẫn giống như cũ. Caicedo cũng từng nói rằng cựu tiền vệ Kante của Chelsea là thần tượng của mình. N'Golo Kante là thần tượng của tôi. Tôi thích cách chơi của Kante vì anh ấy luôn pressing rất nhiều. Tôi học hỏi mỗi ngày khi xem anh ấy thi đấu. Tôi nghĩ rằng việc xem những cầu thủ hàng đầu này sẽ giúp ích cho việc tiếp tục phát triển của tôi. Với Chelsea, việc N'Golo Kante rời đi để đến Ả Rập Xê Út không có gì ngạc nhiên khi họ là đội đã luôn theo sát tình hình của Caicedo. Anh được xem là một sự thay thế lý tưởng cho cầu thủ người Pháp. Caicedo có tầm hoạt động rộng, có khả năng tay đôi rất tốt và nguồn năng lượng dường như là bất tận. Nếu kết hợp với Enzo Fernandez ở trung tâm hàng tiền vệ của Chelsea thì đó sẽ là một bộ đôi đáng sợ. Rõ ràng là một trong những lợi ích chính của việc Chelsea ký hợp đồng với Caicedo sẽ là giải phóng Enzo Fernandez. Nhà vô địch World Cup 2022 gần như thi đấu tròn vai trong tất cả các trận đấu sau khi chuyển đến từ Benfica. Nhưng rõ ràng anh đang chơi với sự an toàn được đề cao hơi quá mức. Điều đó khiến Enzo khó có thể đóng góp nhiều hơn dù khả năng của anh là có. Tiền vệ 21 tuổi ý thức được mình phải làm cả công việc của một tiền vệ phòng ngự do sự vắng mặt của Kante và một số đồng đội của anh không thể chia sẻ gánh nặng ấy. Sau mùa giải có lẽ đạt đáng xấu hổ nhất trong lịch sử hiện đại của câu lạc bộ, Chelsea cần chiến thắng ở bất kỳ một phương diện nào để lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Thuyết phục một tiền vệ được nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu săn đón sẽ là một chiến tích và họ có thể thu hoạch được những phần thưởng dài hạn nếu bộ đôi Enzo và Caicedo phát triển tốt. Chelsea đã bị Brighton từ chối lời đề nghị trị giá 60 triệu bảng cho Caicedo vào đầu tháng này. Tuy nhiên, The Blue chắc chắn là vẫn chưa bỏ cuộc. Họ đang xem xét một lời đề nghị tiếp theo để gửi đến đội chủ sân The Amex. Những vấn đề của Chelsea bây giờ là họ sẽ phải thuyết phục Caicedo tin tưởng vào dự án mới của Pochettino bởi mùa giải sắp tới đây khi The Blue không có cơ hội để tham dự Champions League. Mục tiêu chính của Chelsea trong mùa hè này là giảm tải bớt nhân sự sau đợt chi tiêu khổng lồ 600 triệu bảng mùa trước. Ban lãnh đạo của The Blue tích cực đẩy đi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch để có thêm những khoản thu tránh vi phạm luật công bằng tài chính. Thế nên nếu chấp nhận bán Mason Mount với mức giá 55 triệu bảng như đã đề xuất rồi bù tiền vào Caicedo thì sẽ là phương án tối ưu dành cho đội bóng nửa xanh thành London. Theo Fabrizio Romano, mức giá 55 triệu bảng mà Quỷ Đỏ đưa ra vẫn đang còn hiệu lực nhưng họ sẽ không chờ đợi lâu nữa. Thương vụ Mason Mount đang là nút thắt lớn nhất của việc Caicedo sẽ đến đội bóng nào. Nếu Chelsea hành động nhanh chóng, có lẽ là vẫn kịp. Tuy nhiên nếu họ quyết tâm không hạ mức giá của Mount xuống, thì cuộc chiến cho chữ ký của Moises Caicedo sẽ rất khó đoán.